xin chào các con. Hôm nay cô có một câu chuyện nói về tình bạn rất hay. Đó là câu chuyện đôi bạn nhỏ. Bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô kể chuyện nào. Hai bạn gà con và vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc, còn gà con ở lại trên bãi cỏ để tìm giun. Bỗng từ đâu một con cáo xông đến, nó đuổi bắt gà con. Sợ quá, gà con kêu: "Kiếp, kiếp, cứu tôi với!" Nghe tiếng gà kêu, vịt bơi thật nhanh vào bờ. Vịt gọi bạn: "Vịt, vịt, vịt đây, vịt đây!" Gà chạy đến, treo lên lưng vịt. Vịt cõng bạn gà trên lưng, bơi ra xa. Cáo không bắt được gà, nó đành bỏ đi. Vịt gà vui sướng hát: "La la la la, ta đã bơi xa, vì con cáo già, con cáo ác." Ở nhà, các con hãy trả lời cho cô một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cô vừa kể cho con nghe câu chuyện gì? Câu hỏi thứ hai, trong câu chuyện gồm có những nhân vật nào? Câu hỏi thứ ba, khi gà con gặp cáo, gà con đã kêu như thế nào? Câu hỏi thứ tư, ai đã cứu bạn gà con thoát khỏi con cáo sang ác? Khi các con trả lời câu hỏi, nhờ phụ huynh quay clip gửi cho cô và các bạn cùng xem. Cô xin chào tạm biệt các con.